Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 19 tháng 11, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, nhân rộng các mô hình hợp tác xã làm ăn hiệu quả, sáng tạo hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới. Đó là một số ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong buổi làm việc sáng nay với lãnh đạo chủ chốt của huyện Nari. Nội dung buổi làm việc tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội của huyện và một số định hướng trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du ghi nhận và biểu dương nhân dân cùng cán bộ huyện Nari đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành ở mức khá nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đến nay và trong những tháng đầu năm 2019. Tại buổi làm việc này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự đồng tình với định hướng và cách làm của huyện trong phát triển kinh tế, trọng tâm là nông lâm nghiệp, khuyến khích nhân dân chuyển đổi mạnh đất ruộng sang trồng cây giá trị kinh tế cao. Năm nay, huyện đã thực hiện được gần 500 ha cánh đồng cho giá trị kinh tế cao, vượt kế hoạch. Cùng với đó, các phương án nâng cao hiệu quả diện tích cây ăn quả gần 700 ha mà huyện đề ra đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và khuyến khích triển khai thực hiện. Một vấn đề mà bà con nông dân đang quan tâm cũng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề cập, đó là mong muốn huyện tiếp tục có nhiều cách làm để phát huy rõ nét hơn thế mạnh cây rong giềng, sản xuất miến rong của Nari. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành liên quan của tỉnh và huyện phải phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo ở mức tốt nhất lợi ích cho người trồng rong giềng và nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất miến rong. Năm nay, huyện Nari vượt kế hoạch trồng rừng với hơn 1.000 ha rừng trồng mới. Trong nhiều gợi ý cho phát triển kinh tế của huyện Nari, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn kinh tế rừng, chế biến lâm sản cần được huyện đẩy mạnh, thực hiện theo hướng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cùng với đó là huyện tiếp tục khuyến khích nhân dân ở những vùng có thế mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Nari phải hoàn thành sớm việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Kim Lư, tiếp tục dành nguồn lực và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và mức sống người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển hợp tác xã gắn với chương trình OCOP. Năm 2019, huyện Nari có 25 sản phẩm của 20 hợp tác xã đăng ký tham gia chương trình OCOP. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm OCOP gắn với tìm đầu ra cho các sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho xã viên. Cái quan trọng nhất của chúng ta đó là nâng cao đời sống của người dân, tăng thu nhập cho người dân và nâng cao cái giá trị sản phẩm hàng hóa của chúng ta sản xuất ra. Vậy thì muốn nâng cao mấy cái thứ ấy, cái chuỗi giá trị đấy thì chỉ có sản xuất theo tập thể, tổ hợp tác hoặc hợp tác xã. Thì cái chuỗi giá trị anh mới nâng được và cái sản phẩm của anh mới có thể giữ được. Cái thứ hai, tới đây văn kiện đại hội đưa cái sản phẩm OCOP vào văn kiện. Phải có 1-2 dòng liên quan đến cái chuyện này. Bởi vì chỉ có OCOP thì sản phẩm của người dân của chúng ta mới có thể vươn ra ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn là khâu yếu của huyện Nari. Đến thời điểm này, huyện mới giải ngân chưa đạt 50% kế hoạch vốn của năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền huyện phải vào cuộc quyết liệt hơn để khắc phục hạn chế này. Đồng chí cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3B, đoạn từ Xuất Hóa đi cửa khẩu Pò Mã giai đoạn 2, chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất quan tâm và đặc biệt lưu ý huyện Nari về công tác cán bộ. Và cái đề án nhân sự của đồng chí tới đây ấy, là tôi mong rằng các đồng chí sẽ chọn được những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm với đảng bộ và người dân, đáp ứng được cái kỳ vọng của người dân là gì, để làm sao là gì chúng ta ngày càng phát triển. Đến thời điểm này, huyện Nari còn 12 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 cũng như nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm nay chưa hoàn thành.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tại huyện Nari để đến hết năm nay cũng như đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Chiều hôm qua, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về việc triển khai luật trẻ em và thực hiện các quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến nguyện vọng của trẻ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 78.000 trẻ em, chiếm hơn 24% dân số. Những năm qua, tỉnh Bắc Cạn luôn quan tâm thực hiện các quy định của luật trẻ em và bố trí kinh phí phù hợp với từng địa phương để thực hiện công tác trẻ em. Đến nay, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vaccine chiếm từ 95% trở lên. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc giáo dục tại các cơ sở mầm non chiếm trên 99%. Tỉnh Bắc Cạn cũng thường xuyên tổ chức diễn đàn trẻ em tại các huyện, đồng thời phối hợp với tổ chức Trai Văn triển khai các câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em. Tuy nhiên, việc triển khai luật trẻ em tại tỉnh Bắc Cạn chưa thường xuyên và sâu rộng, đặc biệt là tại các xã vùng sâu vùng xa. Số vụ việc trẻ bị tai nạn thương tích và xâm hại tình dục có diễn biến phức tạp. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt có 29 trẻ bị xâm hại tình dục. Nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định về phòng chống xâm hại trẻ em còn chưa cụ thể. Nguồn ngân sách để thực hiện công tác tuyên truyền tập huấn phòng chống xâm hại trẻ còn hạn chế, cán bộ bố trí cho công tác trẻ em các cấp chủ yếu còn kiểm nhiệm. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Cạn cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về luật trẻ em và công tác trẻ em. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương. Tỉnh Bắc Cạn cần xây dựng nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc từ cơ sở. Các địa phương, các ngành cũng xây dựng những mô hình phù hợp để từ đó triển khai trên diện rộng. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của 72 cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng bộ các cơ quan tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ngoài ra, đại biểu đã được quán triệt các kết luận, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, về chế độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, về việc kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế với quốc phòng an ninh, một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Qua hội nghị lần này nhằm giúp cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ các cơ quan tỉnh hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng để lựa chọn những nội dung phù hợp, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những năm trước, huyện Chợ Mới có khá nhiều người nuôi ốc nhồi, nhưng thời gian gần đây số lượng hộ nuôi ốc nhồi đã giảm, mặc dù việc chăn nuôi này vẫn đem lại hiệu quả kinh tế khá. Chị Hoàng Trà My ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới bắt đầu nuôi ốc nhồi từ năm 2018. Theo chị My, ốc nhồi trước đây sinh sống rất nhiều ở đồng ruộng và ao. Nhưng do môi trường thay đổi và do tác động của con người nên lượng ốc nhồi trong tự nhiên đã giảm đáng kể. Trước đây nhiều người nuôi ốc nhồi để kinh doanh, tuy nhiên do cách chăm sóc cùng với môi trường không đảm bảo nên số lượng hộ nuôi đã giảm. Nuôi ốc nhồi không khó, mặc dù vậy vẫn rất cần người chăn nuôi chú ý. Vì ốc đòi hỏi môi trường sạch và nguồn nước phải thường xuyên được thay lọc, thức ăn hoàn toàn không chứa chất hóa học. Nhận thấy điều kiện của địa phương phù hợp nên chị My đã quyết định nuôi ốc nhồi để phát triển kinh tế. Tôi lựa chọn con ốc bởi vì tôi thấy ở đây là cái nguồn nước đây rất là sạch. Vì tôi nuôi chủ yếu là nước dẫn từ trên núi về, nước sạch, nước mương về rất là sạch sẽ mà không có tí hóa chất nào. Vì sao con ốc này nó rất là giá thành của nó khi mà bán ra vào thời điểm ví dụ như là ốc. Mà bán ốc bố mẹ mà khi nó đẻ ra thành con ấy, thì là cái ốc của nó, trứng ốc của nó rất là cao. Khi mà người ta làm ra thành những món ăn ấy, thì trong cái con ốc này có cái phần chất nhờn ấy, chính là cái collagen ấy, rất là tốt cho xương khớp và da. Thì rất là phụ nữ mình thì rất là thích, ai cũng thích collagen đúng không? Mà đây là collagen tự nhiên nữa thì rất là ai cũng rất là ưa thích. Trước đây khu vực xã Như Cố, Thanh Bình, Quảng Chu, huyện Chợ Mới có rất nhiều mô hình nuôi ốc nhồi đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Giá bán ốc thương phẩm dao động từ 80 đến 100.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không có kinh nghiệm chăm sóc nên ốc bị chết nhiều, khiến các hộ nản và bỏ nuôi.
Hiện nay số hộ nuôi ốc nhồi ở Chợ Mới còn rất ít. Khi dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi của huyện Chợ Mới nói riêng và cả nước nói chung, nếu được phát triển một cách khoa học và nuôi đúng kỹ thuật, người dân nuôi ốc nhồi hoàn toàn có thể thu lại hiệu quả kinh tế khá cao. Khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, 3 năm qua, tỉnh Bắc Cạn đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Nari. Gần 700 hectare cây ăn quả, trong đó có tới 450 hectare cây cam quýt. Đây là một trong những kết quả khả quan về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa mà huyện Nari thực hiện được trong vài năm qua. Với các mô hình cây ăn quả như trồng cam xã đoài, cam đường canh, bưởi da xanh, bưởi diễn, quýt Quảng Thuận, v.v. đã cho kết quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác. Các cái năm gần đây thì thấy rằng là người dân có cái mức sống cao hơn, dần cao hơn bởi vì có những cái lượng nông sản bán ra thị trường, đặc biệt là sản phẩm cam quýt, rượu men lá và cũng như là các cái sản phẩm như là nấm hương, mộc nhĩ. Hợp tác xã trồng cây ăn quả Khuổi Nằn 2, xã Lương Hạ là đơn vị có sản phẩm cam đường canh đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chỉ tính riêng thu nhập từ hơn 1.500 cây cam, hợp tác xã đã thu về khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi triển khai sản xuất theo hướng hàng hóa, hợp tác xã vẫn gặp không ít khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất là cái vốn. Bây giờ để muốn đầu tư ra được một cái chuối để mà làm, nó cần phải có máy móc, thiết bị các thứ thì mình mới làm được. Chứ bây giờ thì hiện tại thì mình chỉ làm dạng như là bán hoa quả tươi thôi. Nhưng mà khi mà ở đây cũng nghĩ đến là những cái giai đoạn sau này nó nhiều lên thì mình sẽ phải làm ra những cái dạng gì để mà thu cái sản phẩm của hợp tác xã. Nhưng mà cái này mới là gọi là trong đầu tôi mà chưa có thể là làm được. Vì hiện tại giờ vốn các thứ nó còn kém. Mặc dù có nhiều tiến bộ tạo ra sản phẩm hàng hóa, nhưng thị trường tiêu thụ nông lâm sản của huyện Nari vẫn còn yếu kém. Hầu hết nông sản chỉ bán tại địa phương, một số ít vào được siêu thị Big C ở Hà Nội. Hiện nay, huyện chưa có nông sản xuất khẩu, không có thị trường tiêu thụ ổn định, nên sản xuất thường rơi vào tình trạng được mùa mất giá, nhãn hiệu tập thể chưa được phát huy. Gặp khó khăn đối với huyện thì cũng còn, bởi vì là một số những sản phẩm của các xã thì cũng chưa phải nó hình thành thành vùng, cho nên là cái việc mà các phòng ban chuyên môn để giúp cho các hộ để sản xuất thì cũng còn khá là manh mún, và người dân thì cũng chưa thật sự là đủ là cái tiềm lực để thực hiện, cho nên là cũng rất là khó cho địa phương. Như vậy, việc sản xuất chưa mang tính liên kết nên giá trị tạo ra chưa lớn và chưa thực sự bền vững. Trong khi đó, sản phẩm lại chưa đạt yêu cầu thị trường. Đây chính là điểm nghẽn của việc phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện nay ở huyện Nari. Vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục định hướng cho mỗi xã quy hoạch một diện tích nhất định, tạo ra vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thâm canh, trong đó ưu tiên cây ăn quả. Huyện hỗ trợ chi phí giống, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân đăng ký trồng mới. Mặt khác, đẩy mạnh việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm của mình tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Hôm nay, huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để xin ý kiến nhân sự đưa vào quy hoạch cấp ủy của huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí đưa ra khỏi quy hoạch đối với 8 nhân sự không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy, quản lý. Đồng thời bổ sung 9 nhân sự đưa vào quy hoạch, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, chức danh Phó Bí thư huyện ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Hôm qua, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư năm 2019. Xã Thuần Mang hiện có hơn 570 hộ dân với 4 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Giao, Mông cùng sinh sống. Bà con chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân toàn xã luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế,
Qua đánh giá, cả xã Thuần Mang có 14 trên 17 thôn đạt khu dân cư văn hóa, có 88% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Thuần Mang diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi với nhiều hoạt động ý nghĩa như thi làm bánh dày, biểu diễn văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ. Trong ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuần Mang còn tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cho người dân. Thưa quý vị khán giả, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc, huyện Chợ Đồn có diện tích vùng lõi trên 4.000 ha, vùng đệm trên 16.000 ha, nằm trên địa giới hành chính của ba xã là Sơn Lạc, Đồng Lạc và Bản Thi. Bên cạnh vai trò của lực lượng kiểm lâm, thời gian qua, chính quyền địa phương và người dân các thôn bản sống trong vùng đệm, vùng lõi của khu bảo tồn đã tích cực tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích rừng hiện có thuộc khu bảo tồn không bị xâm hại. Hệ động thực vật ngày càng đa dạng, phong phú. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Bản Thi. Bản Nhượng là một trong những thôn nằm trong vùng đệm của khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc. Thôn có gần 70 hộ dân, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền, người dân trong thôn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm tham gia bảo vệ rừng. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích rừng giao cho thôn quản lý được bảo vệ tốt, không xuất hiện tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Nó giao khu rồi, bây giờ bà đi tuần thì nói chung là nó có cái ở xã nó phân để bảo vệ mà. Quý mấy năm nay thì là bảo vệ tốt, nói chung dân tự giác không chặt phá đâu. Trong năm 2019 ấy, đã được chỗ kiểm lâm và ban tư pháp của xã tổ chức cái tuyên truyền cho từng hộ dân. Tổ chức họp thôn ấy là tuyên truyền, sau đó từng hộ một là ký cam kết. Thì công tác bảo vệ rừng đối với thôn nói riêng và xã nói chung ấy thì nó rất tốt. Bà con nhân dân là không bao giờ là lên rừng để phá cây, phá kiếc gì cả nữa. Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc đã phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân xã Bản Thi và các xã vùng đệm, các tổ bảo vệ rừng, nhận khoán, thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng. Qua đó đã tổ chức được hơn 400 buổi tuần tra bảo vệ rừng với hơn 1.280 lượt người tham gia. Đồng thời, kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức được 33 buổi tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng với hơn 1.000 lượt người nghe. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm chính quyền xã cũng tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản. Chỉ nhập những cái mà như cây gỗ vườn trồng này và gỗ tự nhiên ấy thì những cái nào mà đấu giá được của kiểm lâm thì mình sử dụng, còn không thì mình nhập những cái cây gỗ vườn trồng của quanh huyện mình về để sản xuất. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Sơn Lạc đã kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý 10 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, không có vụ việc nào liên quan đến khai thác gỗ trong vùng lõi khu bảo tồn, chủ yếu là phát phá rừng làm nương rẫy và trồng rừng. Từ năm 2015 đến nay, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một thôn bản một năm, cùng với sự đóng góp kinh phí, ngày công lao động của bà con, hàng chục tuyến đường nội thôn, nhà họp thôn, cầu dân sinh, công trình nước sạch tại xã Bản Thi đã được xây dựng, phục vụ thiết thực cho cuộc sống người dân. Ngay từ đầu năm hàng năm, chúng tôi đều có cái sự tuyên truyền và ngay sau các buổi tuyên truyền đều có làm cam kết với bà con nhân dân thực hiện tốt các cái nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ rừng, và từ đó thì cái tỷ lệ che phủ rừng cao thì bà con được hưởng lợi các cái chính sách liên quan đến cái rừng cộng đồng cũng như là phí bảo vệ môi trường và những cái nguồn lợi khác, nên là bà con cũng hưởng ứng rất cao và chấp hành thực hiện rất là tốt. Việc thực hiện có hiệu quả những chính sách bảo vệ rừng đặc dụng đã mang lại kết quả đáng ghi nhận, bởi trong 4 năm trở lại đây, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc không để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng nào. Có được kết quả đó là nhờ sự tham gia tích cực của chính quyền xã Bản Thi và các xã thôn bản trong vùng đệm, vùng lõi của khu bảo tồn đối với công tác bảo vệ rừng. Hôm nay, trường tiểu học Phương Thông, huyện Bạch Thông tổ chức hội thi Nét đẹp thầy trò năm học 2019-2020 chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Tham gia hội thi, các đội phải trải qua 3 phần thi, đó là thi năng khiếu, thi trình diễn trang phục tự chọn và thi kiến thức với các câu hỏi thể hiện khả năng ứng xử, giao tiếp của giáo viên ở một số tình huống gặp phải trong quá trình giảng dạy và những câu hỏi thể hiện khả năng hiểu biết, trí thông minh của học sinh.
qua hội thi nhằm biểu dương thành tích, xây dựng một chuẩn mực vẻ đẹp thầy trò, tạo cơ hội để các thầy cô thể hiện phong cách đẹp của nhà giáo trong giao tiếp, ứng xử, đồng thời cũng giúp cho các em học sinh bộc lộ năng khiếu, kỹ năng sống, sự trải nghiệm trong đời sống học đường. Qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do ngành giáo dục phát động. Sáng nay, huyện Ba Bể long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 37 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử ra đời của ngành nhà giáo Việt Nam và những thành tích nổi bật của ngành giáo dục huyện Ba Bể trong những năm qua. Huyện Ba Bể hiện có 44 trường học với hơn 400 nhóm lớp công lập và 3 nhóm lớp tư thục, trên 9.700 học sinh, gần 1.000 cán bộ giáo viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Qua đánh giá hàng năm, giáo viên được xếp loại khá, tốt, chiếm trên 95%. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Toàn huyện hiện có 13 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Những năm qua, ngành giáo dục huyện Ba Bể đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, lấy phong trào thi đua dạy tốt của các thầy cô giáo làm nền tảng để thúc đẩy phong trào học tốt trong các em học sinh. Hôm nay, Hội Cựu Giáo chức thành phố Bắc Cạn tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và mừng thọ các hội viên cao tuổi, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 để ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hiện nay, Hội Cựu Giáo chức thành phố Bắc Cạn có hơn 300 hội viên đang sinh hoạt tại 8 hội cấp xã, phường. Trong những năm qua, hội viên Hội Cựu Giáo chức thành phố luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, kịp thời thăm hỏi khi hội viên ốm đau và giúp đỡ những giáo viên và học sinh nghèo khó khăn vươn lên dạy tốt, học tốt. Nhân dịp này, Hội Cựu Giáo chức thành phố Bắc Cạn đã khen thưởng 45 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng hội, tổ chức chúc thọ cho 57 hội viên, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu Giáo chức Việt Nam cho 29 hội viên. Thưa quý vị khán giả, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và tâm huyết với nghề, cô tổng phụ trách đội Hoàng Thị Minh Chín, giáo viên trường tiểu học Tân Tiến, huyện Bạch Thông đã có nhiều cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh tham gia các hoạt động bề nổi và đưa phong trào đội của trường phát triển mạnh mẽ. Tốt nghiệp mái trường sư phạm, chị Chín cũng mang trong mình bao ước mơ hoài bão của một cô giáo trẻ trở về quê hương dạy chữ cho học sinh nghèo. Gắn bó với nghề giáo đã 12 năm và luân chuyển qua 3 trường tiểu học. Ở đâu, cô giáo Chín cũng nỗ lực truyền dạy kiến thức cho học sinh. Từ năm 2016 đến nay, cô liên tục giữ vai trò là giáo viên tổng phụ trách. 2 năm giữ vai trò này ở trường tiểu học Cao Sơn, niên đội của trường đã đạt danh hiệu niên đội mạnh cấp tỉnh. Năm 2018, khi luân chuyển về trường tiểu học Tân Tiến, cô giáo Chín vẫn được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao giữ vị trí này. Xác định các hoạt động đội, chương trình ngoại khóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và trau dồi kỹ năng cho học sinh. Cô Chín luôn tìm tòi tổ chức các hoạt động đội bổ ích với nhiều hình thức đa dạng, mới mẻ, phù hợp với học sinh, nên các em nhiệt tình tham gia. Mình phải đưa ra những cái kế hoạch cụ thể, rõ ràng, chi tiết cho cả một quá trình trong năm học cũng như là trong cụ thể như là trong từng tuần, từng tháng. Và tiếp đó là chúng ta phải làm thế nào mà khuyến khích được sự tham gia của các em nhiệt tình, tạo cho các em một cái sân chơi trải nghiệm này lý thú bổ ích. Trong hoạt động chuyên môn, cô Chín không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Với một âm nhạc đang giảng dạy, cô đặc biệt chú ý đến phương pháp dạy học để học sinh có hứng thú với bài giảng. Tùy theo từng độ tuổi, sở thích, năng khiếu của học sinh mà cô Chín có cách giảng bài khác nhau để các em lĩnh hội tốt nhất. Cái đầu tiên đó là phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, phát huy hết được những cái khả năng của mình và cái ước mơ của mình để truyền đạt cho các em, để các em tiếp thu được những cái kiến thức lý thú bổ ích nhất và tạo cho các em một môi trường học tập, học đi đôi với thực hành, tạo cho các em một cái sân chơi cũng như là một cái giờ học sinh động. Thì chúng ta cần phải trau dồi thêm nhiều những cái kinh nghiệm, học hỏi từ bạn bè đồng nghiệp này, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm qua học tập ở trên sách báo cũng như là ở những trang mạng xã hội. Theo cô Chín thì dù là hoạt động chuyên môn hay hoạt động bề nổi thì đều cần người có tâm huyết và thực sự yêu thích công việc thì mới mang lại kết quả cao.
Thực tế hiện nay, học sinh có nhiều hứng thú khác, đặc biệt do sự phát triển của Internet, game, sách truyện online, phim ảnh, nên đã tác động không nhỏ tới việc tham gia các hoạt động bề nổi. Vì thế mà cô giáo Chín đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho mỗi ngày lên lớp. Mỗi buổi học đều có hoạt động tập thể, hàng tháng, hàng quý hay cả năm đều có những hoạt động lớn tương ứng với các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm. Liên đội phân công cho mỗi lớp phụ trách một công trình măng non nhằm xây dựng tinh thần trách nhiệm cho mỗi học sinh. Các em tự mình chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, vì thế mà sân trường sạch đẹp và an toàn hơn. Thì đồng chí cũng rất là năng nổ, nhiệt tình, là tham gia tốt mọi cái hoạt động của nhà trường đề ra. Đặc biệt là đồng chí đã tham mưu tốt với lại ban giám hiệu nhà trường lên kế hoạch cho hoạt động đội. Thì đồng chí luôn tìm tòi học hỏi mọi cái kinh nghiệm của các giáo viên đồng nghiệp trước, cũng như là tự học hỏi qua sách báo của nhà trên mạng để mà đưa ra những cái bài giảng hay đến toàn bộ học sinh, và cũng được giáo viên toàn trường rất là học hỏi kinh nghiệm của đồng chí. Tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình, cô giáo Chín không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trau dồi các kỹ năng trong cuộc sống cho học sinh, nuôi dưỡng ở các em tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Thông qua các hoạt động đội, mỗi em học sinh cũng đã tự giác trong học tập và rèn luyện phấn đấu xây dựng liên đội trường tiểu học Tân Tiến thành liên đội mạnh. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.